Mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị em đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ trên kênh BTV Epoch Times. Trước khi bắt đầu chương trình, đội ngũ ban biên tập xin gửi lời chúc tới quý khán thính giả thân thương, ngày mới tràn đầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin quý vị hãy bấm subscribe channel, đồng thời like và share video này để giúp kênh được tiếp cận với nhiều khán giả hơn nữa. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây lãnh đòn chí mạng đầy bất ngờ từ Tổng thống Trump khiến Kamala Harris thất bại thảm hại ở cả bảy bang chiến trường. Và sau đây là phần tin chi tiết. Quý khán thính giả thân mến, 100 ngày đếm ngược cựu Tổng thống Donald Trump và đối thủ Kamala Harris đang bước vào vòng knockout ở chặng đua cuối cùng của một trong những mùa vận động tranh cử diễn ra nhanh nhất, khó dự đoán nhất sau một tháng nhiều diễn biến làm đảo lộn cuộc đua vào ghế Tổng thống Mỹ năm 2024. Đã dần nóng lên và diễn biến ở các bang chiến trường vốn có khả năng quyết định thắng thua trong cuộc đua, đang được quan sát rất kỹ lưỡng. Kamala Harris đến nay vẫn chưa chính thức được đề cử. Tuy nhiên, không chần chừ nữa, đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump đã liên tục tấn công động lực rõ ràng nhắm thẳng vào bà Kamala Harris, dường như khiến bà ta choáng ván và hoảng loạn. Tại các điểm dừng chân gần đây của chiến dịch, Tổng thống Trump không kiệm lời và đã gọi bà ta là ác quỷ, chế diệu tiếng cười cùng cách phát âm tên của bà ta và nói rằng giấc mơ Mỹ đã chết nếu Harris thắng cử vào tháng 11. Chiến dịch tranh cử của Trump tập trung vào lạm phát, an ninh biên giới và tội phạm, và cựu tổng thống lập luận rằng Harris cũng phải chịu nhiều trách nhiệm như Biden về những vấn đề đó và rằng bà có tư tưởng tự do hơn ông chủ của mình. Vào thứ Sáu, Trump vạch trần những yếu nhược của bà Harris khi ông trích dẫn sự kiện những người biểu tình phun sơn Gravity ủng hộ Hamas ở Washington vào thứ Tư là những người ủng hộ Harris, mặc dù phó tổng thống đã lên án hành động của họ. Ông chỉ trích bà vì đã bỏ qua bài phát biểu của thủ tướng israel benjamin netanyahu trước quốc hội tổng thống trump nói rằng không thích người do thái bà ấy không thích israel đó là cách mọi thứ diễn ra và đó là cách mọi thứ sẽ luôn diễn ra cú tấn công chớp nhoáng này của tổng thống trump đã khiến kamala harris hoảng loạn và hụt hơi sau khi kết thúc tuần trăng mật của ả từ cả năm nay cuộc đấu giành quyền lực giữa cộng hòa và dân chủ không ngừng tiến hóa với bao vụ kiện dăng ra nhiều chính khách đảng dân chủ giễu cợt rằng Ngài Trâm thay vì vào tòa Bạch Ốc sẽ phải vào tù. Ngài Trâm hao tiền tổn sức, bơ phờ vì những vụ kiện này. Tuy nhiên, sau khi ra tòa kháng án, Ngài Trâm đã thoát được vụ kiện hiểm độc, hoặc ít nhất cũng đã làm đảng Dân Chủ không thể dùng những vụ kiện này để làm khó Ngài Trâm trước ngày bầu cử tháng 11 sắp tới. Sau khi vượt qua ngàn chông gây, ông vương dậy mạnh mẽ như chúa tể Sơn Lâm. Chỉ một đòn phản công trong cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6, Ngài Trâm đã chuyển bài thành thắng, đưa cụ Biden vào thế bí, đành phải tuyên bố bỏ cuộc đẩy bà phó tổng thống Harris ra giao đấu. Giờ đây, trận đấu giữa ngài Trump và bà Harris sẽ hứa hẹn nhiều biến hóa hơn nữa. Chính điều này đã khiến các cuộc thăm dò chỉ mới bắt đầu phản ánh tình hình mới. Các bang chiến trường đã nghiêng hẳn về tổng thống Trump, trong cuộc đua hiện đã có người dẫn đầu rõ ràng. Cụ thể, theo thống kê trung bình trong các cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc do The Hill và hàng loạt cánh truyền thông khác thực hiện, từ đầu tháng 2 năm 2023 đến ngày 29 tháng 7 2024, cựu tổng thống Donald Trump đã và đang dẫn trước bà Harris với 7% trung bình. Các cuộc thăm dò về tỷ lệ ủng hộ giữa Tổng thống Trump và bà Harris trên diễn ra song song với cuộc thăm dò giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Donald Trump. Vì thời gian thực hiện các cuộc thăm dò trên bắt đầu từ tháng 2 năm 2023, nên chúng bao gồm các cuộc thăm dò trước và sau khi ông Biden rời khỏi cuộc đua và ủng hộ bà Harris. Một số cuộc thăm dò được thực hiện sau khi ông Biden rút lui và chuyển giao ngọn đuốc tranh cử cho bà Harris cho thấy bà Harris chỉ nhỉnh hơn Biden 1% mà thôi. Các chiến lược gia đảng Dân Chủ, bao gồm David Alcerod, James Carville cảnh báo rằng Tổng thống Trump vẫn là ứng cử viên được yêu thích đáng kể hơn bà Harris. Điều họ sợ hãi đang tới, một khởi đầu mạnh mẽ và mọi người đang cảm thấy tốt hơn về Kamala Harris đang dần tắt liệm đi. Sự phấn khích đó đã bị kiềm chế bằng chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa hiện thực là bà ấy có một chiến dịch khó khăn để thực hiện. Kết quả của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới phụ thuộc hoàn toàn vào cục diện 6 bang chiến trường này. Nhưng tổng thống Trump đã khẳng định ông một cách rõ ràng ở đây. Thứ nhất, bang Georgia. Theo các thăm dò của The Hill, cựu tổng thống Trump dẫn trước phó tổng thống Harris với 4,6% ở đây. Georgia có dân số là người da màu lớn nhất trong các bang chiến trường với khoảng 1 phần 3 số dân là người da màu. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải nhấn mạnh là mặc dù bà Harris có phần tốt hơn trong việc thu hút cử tri da màu so với ông Biden, nhưng điều đó lại không đúng khi so sánh với Tổng thống Trump. Ví dụ, trong một cuộc thăm dò của Queenie Park công bố hồi đầu tuần, bà Harris giành được sự ủng hộ của 81% cử tri da màu, còn ông Biden là 76%, nhưng với Tổng thống Trump là 89%. Thứ hai, bang Arizona. Theo các thăm dò của The Hill, trước khi ông Biden rút lui và bà Harris ra tranh cử, cựu Tổng thống Trump dẫn trước Phó Tổng thống Harris với khoảng cách trung bình đáng kể là 7,2% tại Arizona. Khoảng cách này bất ngờ gia tăng và lớn hơn một chút nghiêng về Tổng thống Trump. Arizona có mật độ cử tri da màu thấp nhất trong số các bang chiến trường và điều này đã gây khó khăn cho chiến dịch tranh cử của bà Harris. Theo số liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, chỉ có 5,7% dân số Arizona là người da màu. Arizona đã chứng kiến một trong những chiến thắng bất ngờ nhất của ông Biden vào năm 2020 khi ông giành chiến thắng với cách biệt chưa đến 0,5% trước Tổng thống Donald Trump. Nhưng thời thế đã khác, Thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ tại bang Arizona, Mark Kelly, được cho là nằm trong danh sách ứng cử viên phó tổng thống của bà Harris. Nếu được chọn là phó tướng của bà Harris, điều này có thể làm thay đổi một chút, nhưng các chuyên gia nhận định chắc cũng không có đáng kể. Thứ ba, tiểu bang Michigan. Thăm dò trước khi ông Biden rút cho thấy tổng thống Trump dẫn trước cả ông Biden lẫn bà Harris tại bang Michigan, điều 2,2%. Chưa có cuộc thăm dò ý kiến lớn nào ở Michigan Kể từ khi bà Harris tuyên bố tranh cử, cuộc tấn công của Israel và Gaza là một vấn đề đặc biệt nổi bật ở Michigan, nơi có mật độ người Mỹ gốc Ả Rập cao nhất trong số các tiểu bang. Trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng dân chủ hồi tháng 2, khoảng 13% người bỏ phiếu chưa cam kết bầu cho ai. Động thái được cho là một cuộc bỏ phiếu phản đối lập trường ủng hộ Israel mạnh mẽ của ông Joe Biden. Có một sự đồng thuận chung rằng số cử tri này thiện cảm với phó tổng thống Harris nhiều hơn một chút so với ông Biden về vấn đề trên. Mặc dù vậy, vẫn chưa rõ liệu chính sách của bà Harris đối với Israel và Gaza có khác biệt cơ bản so với ông Biden hay không, và cũng không thể nào so bị được với Tổng thống Trump ở giai đoạn hiện tại. Thứ 4. Bang Pennsylvania Pennsylvania là bang chiến trường lớn nhất với 19 phiếu đại cử tri. Trong các cuộc thăm dò trước khi ông Biden rút lui, Tổng thống Trump dẫn trước Phó Tổng thống Harris hơn 4% ở đây, giống khoảng cách giữa Tổng thống Trump và ông Biden. Mặc dù sau khi tuyên bố ra tranh cử, nhóm của bà Harris hy vọng sự ủng hộ mạnh mẽ của Phó Tổng thống đối với quyền sinh sản có thể lôi kéo sự ủng hộ từ các cử tri nữ ở vùng ngoại ô của Pennsylvania, nhưng dường như Đảng Dân chủ lại đang rất lo sợ, bởi vì tất cả những gì họ đang làm đều chưa thể lay động cử tri về việc bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Thứ năm, bang Nevada. Theo các thăm dò của The Hill, trước khi ông Biden rút lui tranh cử, cựu Tổng thống Trump dẫn trước Phó Tổng thống Harris hơn 8% ở bang Nevada và đến nay con số vẫn thế. Nó không thay đổi, mặc dù Kamala Harris đang ở trong tuần trăng mật. Gần 30% dân số Nevada là người gốc Latin. Đáng lý ra điều này có thể mang lại hy vọng cho bà Harris. Thế nhưng, Tổng thống Trump đã làm được điều không thể thành có thể trong năm qua. Đó là việc cử tri da màu đang ồ ạt ủng hộ cho ông ấy khi nhìn thấy các chính sách có lợi cho họ. Cuối cùng là bang Wisconsin. Sự kiện vận động tranh cử toàn diện đầu tiên của Phó Tổng thống Harris sau khi ông Biden rút lui tranh cử là ở thành phố Milwaukee thuộc bang này. Thành phố này đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua tổng thống ở bang Wisconsin. Năm 2020, ông Biden giành chiến thắng trước tổng thống Trump chỉ với 0,6% ở bang này. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Wisconsin là một trong những bang chiến trường khốc liệt nhất. Thế nhưng, theo các thăm dò của The Hill khi ông Biden rút lui, cựu tổng thống Trump dẫn trước phó tổng thống Harris hơn 2%, giống khoảng cách giữa tổng thống Trump và ông Biden. Mặc dù với lợi thế tuổi tác Bà Harris có thể thu hút các cử tri trẻ tuổi ở các thị trấn đại học của Wisconsin cũng như các cử tri có khuynh hướng tự do và các cử tri da màu. Tuy nhiên, không đáng kể. Trong gai lớn nhất của bà Harris ở Wisconsin cũng như ở Pennsylvania và Michigan là những người độc lập có khuynh hướng bảo thủ sẽ không ủng hộ bà. Những câu chuyện chưa xong đâu. Trong những ngày tới, ta sẽ thấy hàng loạt vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất, bà Kamala hay chính xác hơn, đám đầu bếp dân chủ trong hậu trường sẽ đưa ai ra ứng phó cho bà Kamala. Đây sẽ là một cuộc chạy đua rất hào hứng trong nội bộ đảng Dân Chủ. Dĩ nhiên, ít người nghĩ bà Kamala sẽ đắc cử hạ ông Trump và người phó sẽ thực sự làm phó 4 hay 8 năm. Chiến vọng ra rồi rớt rất cao. Dù vậy, ra phó bây giờ cũng vẫn là dịp dường mặt ra cho người ta biết mặt mũi, nghe tên tuổi, chiếm quyền kiểm soát tổ chức đảng, chuẩn bị cho cuộc bầu năm 2028. Vấn đề thứ hai, nếu Biden không còn đủ khả năng ra tranh cử làm tổng thống thì có còn đủ khả năng tiếp tục làm tổng thống ngay bây giờ không? Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã may mắn lên tiếng yêu cầu Biden từ chức ngay lập tức, chứ không thể ù lì ngồi đó thêm tới 6 tháng nữa, bàn giao cho tân tổng thống cuối tháng Giêng sắp tới. Một lần nữa, thay lời cho đội ngũ ban biên tập, xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú và các anh chị em đã chọn channel YouTube BTV Epoch Time để cập nhật các bản tin hàng ngày đội ngũ ban biên tập luôn luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất để không phụ sự kỳ vọng của quý khán thính giả và xin quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào từ chúng tôi xin hãy để lại ý kiến của quý vị dưới phần bình luận nếu quý vị có ý kiến góp ý hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn lòng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung và tạo ra một môi trường thoải mái và hỗ trợ cho tất cả mọi người